Thưa quý vị, tiếp tục diễn biến tốt hơn trên thị trường thịt lợn, khoảng nửa tháng nay thì giá lợn hơi hạ nhiệt và quay về mốc 80.000 đồng 1 kg tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Theo thương lái thì nguyên nhân chính khiến giá lợn hạ nhiệt là do việc tăng đàn tái đàn rất mạnh từ khối các doanh nghiệp, trang trại và một phần từ các gia trại nông hộ trước đó. Đến thời điểm này thì đã có lợn thương phẩm. Bên cạnh những tác động khá hiệu quả của việc nhập khẩu cả thịt lợn đông lạnh và lợn sống về giết mổ, trong khi gia cầm và các sản phẩm thịt cá thay thế cũng đang khá phong phú và có giá rất rẻ. Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến thời điểm hiện tại, có trên 12 tỉnh, thành phố đã tái đàn, tăng đàn lợn vượt 100% so với trước lúc xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Cá biệt như tỉnh Bình Phước còn đạt trên 160%. Nhóm địa phương ngấp nghé đạt 100% đầu lợn so với trước dịch cũng lên tới 9 tỉnh thành. Có 45 tỉnh thành tái đàn đạt từ trên 50% tới 90%. Cũng theo Cục Chăn nuôi, riêng với đàn lợn của 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn, hiện đã có trên 4,2 triệu con, tăng so với trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi tới 67% và tăng so với 8 tháng trước gần 31%. Và đến thời điểm hiện tại, đặc biệt là sang tháng 9, tháng 10 tới đây, lứa lợn tăng đàn, tái đàn của các doanh nghiệp sẽ xuất ra thị trường. Tình trạng khan hàng lợn hơi sẽ giảm dần. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng đang khiến cho đầu ra hải sản bấp bênh và giá cả xuống thấp. Nhiều tàu cá xa bờ tại tỉnh Quảng Ngãi đang lao đao do lợi nhuận giảm sút, kéo theo thu nhập của bạn tàu cũng giảm mạnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau 20 ngày ra khơi, tàu cá của anh Làm mang theo 22 tấn cá ngừ, sọc dưa, cập cảng cá Tịnh Hòa bán sản phẩm. Niềm vui chuyến biển bội thu không được trọn vẹn khi giá cá xuống thấp. So với một tháng trước thì anh Làm và các bạn trai mất khoảng 50 triệu đồng chuyến biển vừa rồi. Do giá cá giảm, phần lớn sản phẩm thủy sản sau khi thu mua đều được đưa đến các nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh để xuất khẩu. 300 triệu mà vừa rồi thì vô là cỡ 250 triệu rồi. À, giảm mất một ít tiền. Mà tổn phí thì không có giảm, tổn phí thì vẫn giữ còn nguyên như mức trước kia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn nên các doanh nghiệp chế biến thủy sản chỉ thu mua cầm chừng và hạ giá thu mua thấp hơn mọi khi khoảng 15%. Do vậy, ngay cả người thu mua hải sản trên bờ cũng gặp khó. Giá cả thì giảm, mà thu mua cắt lắm. Mà bây giờ mình sẽ mua, nhưng bây giờ họ đổi cây thì giá thì cao. Mà bây giờ họ xuống miền Nam 3.000 ký, mà tiêu thụ được chậm. Ngư dân cho biết, hiện nay đa số giá các loại hải sản đều hạ từ 15 đến 20%. Đơn cử mùa này cá ngừ sọc dưa loại 1 trước đây bán 28.000 đồng 1 kg thì nay chỉ còn 23.000 đồng. Cá thu loại 1 còn 80.000 đồng 1 kg, hạ hơn trước 20.000 đồng. Với giá cá như bây giờ, mỗi chuyến đánh bắt xa bờ trở về, doanh thu của mỗi tàu giảm từ 50 đến 70 triệu đồng. Dù vậy, ngư dân và bạn tàu vẫn gắng gượng cùng nhau ra khơi. Có thấp gì mình cũng phải đi làm lao động để mình giữ được cái người lao động chứ bây giờ. Mà nếu không có thì không đi thì coi như lao động nghỉ mát. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ tàu cùng bạn thuyền nhanh chóng vận chuyển đá, lương thực và lấy nhiên liệu để trở ra biển. Họ vừa cầu mong thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang và giá bán hải sản khi về bờ không tụt giảm thêm nữa. Thưa quý vị, theo mục tiêu của tái cơ cấu ngành chăn nuôi đến năm 2025, nước ta sẽ cố gắng nâng tổng đàn trâu lên 2,4 triệu con, bò thịt 6,6 triệu con và khoảng 552.000 con bò sữa, chưa kể các loại gia súc ăn cỏ khác như là dê cừu cũng đang tăng nhanh về tổng đàn. Nhưng theo tính toán thì mỗi con trâu bò giai đoạn vỗ béo có thể có nhu cầu thức ăn thô xanh lên tới 40-50 kg một ngày, nên nhu cầu về thức ăn thô xanh đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Từ đó, việc mở rộng trồng ngô sinh khối đang được xem là hướng đi quan trọng của ngành trồng trọt nước ta. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do thiếu các cánh đồng cỏ tự nhiên nên cả nước sẽ cần thêm khoảng 230.000 ha ngô sinh khối trồng liên tục mỗi năm 3 đến 4 vụ mới đủ cho đàn trâu bò những năm tới. Việc đẩy mạnh phát triển ngô sinh khối, đặc biệt là tận dụng quỹ đất lúa nhàn rỗi rất lớn trong vụ đông tại các tỉnh phía Bắc hiện nay, không chỉ có ý nghĩa lớn cho ngành trồng trọt mà còn có vai trò cực kỳ quan trọng trong định hướng tái cơ cấu, nhu cầu nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc nhai lại trong ngành chăn nuôi. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi và các địa phương, các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi đại gia súc lớn tại phía Bắc
sớm bàn kế hoạch tổ chức liên kết nhằm triển khai đẩy mạnh sản xuất ngô sinh khối trong vụ đông 2020. Trên thực tế thì việc trồng ngô sinh khối đang được nhiều địa phương triển khai rất hiệu quả. Châu Đức là địa phương có diện tích trồng ngô lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khoảng 6.000 ha. Gần đây thì qua tham khảo các mô hình thành công, Hội Nông dân của huyện Châu Đức nhận thấy là nhu cầu xuất khẩu cây ngô thuận lợi nên đã vận động cho nông dân huyện này chuyển đổi từ cây ngô truyền thống sang trồng ngô lấy thân làm thức ăn chăn nuôi, xuất khẩu đi Hàn Quốc. Mô hình này đang mở ra hướng đi làm ăn mới cho nông dân của địa phương. Để đảm bảo đầu ra, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Nguyễn tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ thân cây bắp tươi thương phẩm 7328 xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2025, công ty Chí Nguyễn cam kết thu mua mỗi năm khoảng 3.000 tấn, với giá thu mua trong vụ đầu tiên là 650 đồng 1 kg, vụ thứ hai là 950 đồng 1 kg và vụ thứ ba là 1.200 đồng 1 kg. Thực hiện cam kết này, từ tháng 5 năm nay, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã vận động nông dân trồng khoảng 40 ha bắp 7328 tại các xã Bình Giã, Bình Trung và Sơn Bình. Hiện cây bắp đã đến kỳ thu hoạch, bình quân mỗi ha cho sản lượng 45 đến 50 tấn thân lá. Với giá vụ 1 là 650 đồng 1 kg, nông dân thu lợi nhuận gần 30 triệu đồng mỗi ha, cao hơn 10 đến 12 triệu đồng so với trồng các giống bắp lấy hạt. Cây giống bắp này nếu mà hồi trước mình làm 3 số 8 thì năng suất nó cũng cao, nhưng mà sau này nó bông nó rụng kém là mình chuyển sang cái bắp bán cây này này. Rồi nếu mà giá cả nó ổn định với lại thì nó vẫn khá, tại vì một cây nó cân gần cả kilo vẫn đỡ hơn. Với lại mức lao động mình cũng đỡ hơn là mình bên công ty nó thu hoạch, để mình không phải mất cái công thu hoạch nữa. Cho cái mì hiện nay là tỷ dụ như bây mì là một năm mình mới được thu hoạch một lần, mà nếu mà thời tiết thì mình khó giữ lại được cho cây mì là nó đạt yêu cầu như ý muốn. Còn cái bắp này thì chỉ có tưới nước, mà ở đây tôi có hệ thống tưới nước bằng bét tự động, thành ra là tôi hơn một số người là tôi lấy cái đó tôi làm cho bắp tiếp tục trồng. Với lại ở trên người ta có hứa là giá cả nó sẽ cao hơn nữa. Thì chúng tôi đã cùng với lại hội nông dân các xã Sơn Bình, Bình Trung, Bình Giã tiến hành khảo sát và triển khai cho hội viên nông dân. Thì tính đến ngày hôm nay chúng tôi đã triển khai được khoảng 40 đến 45 hecta. So với mô hình trồng bắp lấy hạt á, thì mô hình trồng bắp lấy thân nó giảm cái vốn đầu tư, không đầu tư vào cái công mà thu hoạch, tại vì công ty sẽ tổ chức thu hoạch tại vườn cho nông dân. Mặc dù lợi nhuận cao, nhưng mô hình trồng bắp lấy thân làm thức ăn gia súc xuất khẩu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về đầu ra sản phẩm. Do vậy, Hội Nông dân huyện Châu Đức khuyến cáo nông dân chỉ nên chuyển đổi trồng giống bắp này trên các diện tích sản xuất kém hiệu quả, tình trạng phát triển ồ ạt dẫn đến cung thừa cầu. Thưa quý vị, với mức giá từ hơn 10.000 đồng đến 20.000 đồng 1 kg tùy loại, người trồng nhãn nhiều địa phương cho biết là chưa bao giờ giá nhãn xuống thấp và kéo dài như hiện nay. Hiện đã sắp kết thúc vụ nhãn của các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, nhưng giá nhãn vẫn ở mức rất thấp. Vườn nhãn này ước tính còn cả 100 tấn quả đang đến độ thu hoạch, nhưng không có người mua. Nếu như năm ngoái, giá nhãn tại vườn lên tới hơn 30.000 đồng 1 kg, thì nay chỉ còn 12.000 đồng 1 kg. Chủ vườn cho biết đây là mức giá thấp kéo dài chưa từng có. Mọi năm nó chỉ kéo dài trong lúc thời tiết bất thường, rồi giá nó đã ổn định cao. Nhưng mà năm nay là do cái dịch, các cái vận chuyển, các cái tuyến vận chuyển gần như là cái hạn chế vận chuyển, các cái thương lái cũng giảm. Còn đây là 80 hecta nhãn của một hợp tác xã được trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu với sản lượng lên đến hơn 500 tấn. Này đã sắp hết vụ thu hoạch mà người dân vẫn chưa xuất khẩu được lô nào. 28 xã viên đang phải tự xoay sở đầu ra. Tìm các cái nguồn, tìm các cái đầu ra, kêu gọi các doanh nghiệp đến với địa phương để tiêu thụ cho bà con. Cùng với cái việc đó thì chúng tôi cũng đã sẽ xác định được cái việc mà phải phân loại cái việc sản xuất nhãn. Nếu đạt tiêu chuẩn thì bán vào các cái thị trường khó tính. Nếu chưa đạt được tiêu chuẩn mà quả nó nhỏ ảnh hưởng một chút thì chúng tôi sẽ cho ra chế biến để giải quyết cái việc mà nó tồn động các cái sản phẩm
nó kém chất lượng. Khi xuất khẩu gặp khó, quả nhãn cũng như nhiều mặt hàng khác sẽ chỉ lưu thông tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, các mặt hàng này cũng phải đảm bảo chất lượng để đáp ứng hệ thống phân phối trong nước ngày càng khắt khe trong tiêu chuẩn. Yêu cầu của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những người dân ở những cái khu đô thị lớn, thì cái yêu cầu về chất lượng hàng hóa ngày càng được coi trọng. Và chính vậy mà chúng tôi, những cái hệ thống bán lẻ cũng sẽ phải khai thác và tìm kiếm những mặt hàng đảm bảo chất lượng cao để phục vụ cho khách hàng. Tổng sản lượng nhãn toàn miền Bắc vào khoảng hơn 150.000 tấn. Các doanh nghiệp cho rằng sản lượng này không quá lớn so với nhu cầu thị trường. Nguyên nhân khiến giá nhãn giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến giao thương bị đình trệ.